chứng nhận Việt Gáp, chứng nhận về chất lượng nông sản Việt, chứng nhận niềm tin của người tiêu dùng đang có hiện tượng bị chào bán. Phản hồi của các đơn vị liên quan về hiện tượng chào bán chứng nhận Việt Gáp trong nói không với thực phẩm bẩn. Xin kính chào quý vị, những người tiêu dùng. Thưa quý vị, ngay sau khi chương trình Nói không với thực phẩm bẩn của chúng tôi phát sóng vào ngày hôm qua về hiện tượng mua bán chứng nhận Việt Gáp thì buồn và thất vọng là cảm nhận chung của nhiều người tiêu dùng về sự thật này. Không thất vọng làm sao được khi mà chứng nhận về an toàn và niềm tin đã được đem ra mua bán. Vậy thì niềm tin còn được đặt vào đâu nữa? Hôm nay tiếp tục số thứ 2 về vấn đề này, chúng tôi đã có những phản hồi từ cơ quan quản lý và Vinasert, đơn vị chào bán chứng nhận. Với câu hỏi, tại sao nhân viên công ty có thể tư vấn cho khách hàng lấy mẫu từ trang trại khác để có được chứng nhận Việt Gáp? Đại diện công ty cho rằng đây là lỗi của nhân viên tư vấn và chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cái này thì tôi khẳng định rằng là về trách nhiệm thì chúng tôi chưa chưa gây cái hậu quả nào. Nếu giả sử ai chứng, hoặc là như nào để chứng minh được thì nhân viên, chuyên gia đánh giá của Vinasert thực hiện như vậy thì chắc chắn là tôi sẽ xin rút lui khỏi hoạt động đánh giá này. Trong khi đó, đại diện cục trồng trọt, đơn vị chỉ định cho Vinasert cấp chứng nhận Việt Gáp lại khá bất ngờ khi nghe phóng viên phản ánh về hiện tượng này, bởi trong quá trình giám sát, cục chưa phát hiện ra hiện tượng mua bán giấy chứng nhận. Theo quy trình, cục này giám sát thanh kiểm tra với 23 đơn vị cấp Việt Gáp đã được cục chỉ định. Số lần kiểm tra là ít nhất 2 lần trong vòng 5 năm với 1.454 cơ sở được cấp chứng nhận Việt Gáp. Điều này có nghĩa là số đối tượng cần kiểm tra lên đến gần 1.500 đơn vị. Phòng quản lý chất lượng được giao cái nhiệm vụ này. Thực ra cái nguồn nhân lực của phòng rất là thấp, có 3-4 người. Trung bình thì bình thường thì chúng tôi làm được khoảng độ trên dưới 20 cái cuộc giám sát. 20 cuộc kiểm tra mỗi năm chỉ như muối bỏ bể so với 1.500 đơn vị cần kiểm tra. Đó có lẽ là một trong những lý do khiến trong suốt 8 năm qua chỉ có một vụ vi phạm bị phát hiện. Về hành vi chào bán chứng nhận Việt Gáp của Vinasert, cục trồng trọt đã có văn bản sẽ tiến hành kiểm tra và nếu đúng sẽ xử lý nghiêm. Tuy nhiên, mức phạt nặng nhất được áp dụng cũng chỉ là dừng hoạt động chứng nhận trong vòng 1 năm. Theo chuyên gia, mức phạt như vậy là quá nhẹ, không đủ sức răn đe và cần xét đến trách nhiệm của cơ quan quản lý. Trao quyền cho đơn vị thứ ba chứng nhận là vì sao? Bởi vì nhà nước không thể đầu tư được và huy động cái vốn xã hội vào để đầu tư vào cái hệ thống chứng nhận. Nhưng mà việc của nhà nước thì phải kiểm soát được những cái ông thay mặt mình để chứng nhận. Người tiêu dùng đặt niềm tin vào Việt Gáp như một chuẩn mực, tuy vậy lại tồn tại những điều không chuẩn mực trong hoạt động cấp phép và cả hoạt động của cơ quan quản lý trong việc cấp chứng chỉ này như con sâu làm rầu nồi canh. Vâng, con sâu thì làm rầu nồi canh. Chúng tôi muốn nhắc đến hình ảnh này bởi vì trái với những hành động trục lợi của các đơn vị và doanh nghiệp làm ăn gian dối để có được mác chứng nhận Việt Gáp thì vẫn còn có rất nhiều những người nông dân, những nhà sản xuất vẫn đang cố gắng hàng ngày để nỗ lực xây dựng thương hiệu uy tín, đáp ứng được nhu cầu và niềm tin của những người tiêu dùng. Để được chứng nhận sau đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, các đơn vị phải trải qua 5 bước bao gồm xây dựng quy trình Việt Gáp từ quy hoạch vùng sản xuất, kiểm nghiệm đất, nước đến quá trình thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. Tiếp theo, lập hồ sơ đăng ký và ký hợp đồng chứng nhận Việt Gáp. Sau khi được đánh giá chứng nhận Việt Gáp từ các chuyên gia, giấy chứng nhận sẽ được cấp cho đơn vị. Với quy trình gồm 60 tiêu chuẩn này, các hợp tác xã phải mất 1 đến 2 năm cho quá trình chuẩn bị và hoàn thiện sản phẩm đưa ra thị trường. Sau khi có chứng nhận, đơn vị vẫn phải cam kết duy trì chất lượng sản phẩm bằng cách ghi chép nhật ký gieo trồng, thu hoạch, v.v. theo đúng quy trình của sản phẩm Việt Gáp. Quá trình giám sát chất lượng cũng được thực hiện định kỳ. Hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, đối với cơ quan chức năng về lấy cái mẫu hàng hóa trên thu hoạch có đảm bảo cái tiêu chuẩn Việt Gáp, nhất là đối với cái nitrat, thế rồi các cái tiêu chuẩn khác của bảo vệ thực vật có đảm bảo hay không, thì cơ quan chức năng mới cấp cho cái tiêu chuẩn Việt Gáp.